Nguyên nhân số 1 dẫn đến mũi hỏng mà bạn nên biết. Rồi các bạn biết đó, một trong những cái kẻ thù mà gây ra tình trạng là hỏng mũi và biến dạng mũi đó, mà mũi hỏng rất nhiều hiện nay, và thật sự rất nhiều bác sĩ không nói cho các bạn biết cái kẻ thù nguy hiểm số 1 là gì, các bạn biết không? Không phải là tay nghề chuyên môn bác sĩ đâu, cũng không phải là do spa nâng mũi đâu nha, mà cái nguyên nhân kẻ thù số 1 ở đây đó là con vi trùng, là con vi khuẩn, nó gây hoại tử, nó gây biến dạng mũi chúng ta, nó gây co rút mũi chúng ta, đó là con vi trùng, chứ không phải là tay nghề chuyên môn hay là do thế này do thế kia nha. Các bạn hiểu rằng là con vi trùng nó rất là nguy hiểm và không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cho nên trong nâng mũi một trong điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu về vô khuẩn là gì, và chúng những cái bệnh viện hoặc là những cái phòng khám chuyên về phẫu thuật, người ta phải có cái đơn vị hoặc cái khoa về phòng chống nhiễm khuẩn. Tất cả những cái dụng cụ săn áo dùng cho bệnh nhân hoặc là trong cái quy trình phẫu thuật đó, nó có một cái quy trình bài bản đó, và trong đó cái yếu tố vô khuẩn là phải đặt lên hàng đầu. Và có yếu tố vô khuẩn rồi thì chúng ta có thể an tâm đảm bảo được đến 99% là cái ca phẫu thuật là không có nhiễm trùng. Và đây là cái biến chứng nguy hiểm nhất, là kẻ thù nguy hiểm nhất, số 1 nhất. Còn những cái khác, ví dụ như tay nghề chuyên môn của bác sĩ này, vật liệu nè, nó chỉ là thứ yếu đứng ở hàng sau thôi. Nó vấn đề vô trùng và là vấn đề đầu tiên. Thì các bạn khi nâng mũi các bạn phải hiểu được điều này để chúng ta lựa chọn cho đúng.